Hi, welcome back to my channel. Start together go. Và từ cái đầu tiên. Meet to meet you. Let's go, baby. Yeah, yeah. Okay. Vào game nào. Final tuna to keep from the bridge. Are you all okay? Những người này đã biến thành hết những chú I can't believe it. Đó là những chú lợn. You all turned into pigs. Các bạn sẽ lên để lấy một tấm thẻ. Và tấm thẻ này các bạn sẽ mở cái cửa ra. Cũng may vì sao trong đây mình lại không bị biến thành những chú lợn. Wow, anh ta vừa bắn súng rồi. Oh my god, wow. Ôi, cánh cửa ở đây thì đã bị đóng rồi. Mình lại phải đi đường này thôi. Các bạn sẽ mở ảnh chúa ở đây. Và khi đó thì các bạn sẽ biết được giấu chiếc chìa khóa để thoát khỏi đây kiểu gì. Chúng ta không đá đây. Oh my god. Let's go, baby. I can't believe it. I can finally get out of this place. Rồi, pha tới game thứ hai. Và trong tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm tất cả là 20 túi tiền. Và khi đủ 20 túi tiền thì các bạn sẽ quay đến vị trí của cánh cửa màu trắng. Sau đó thì các bạn sẽ ấn vào thoát ra khỏi đây. Vậy như bà ta đang đi đường ngang. Bà ta đã quay lại rồi. Mình sẽ chờ một chút xem bà ta đi lên trên hay xuống dưới nào. Mình sẽ vào đây để tìm kiếm tiếp những túi tiền tiếp theo. Và ta đang đi lên trên, thế thì mình sẽ phải đi xuống dưới tầng hầm. Thu thập 16 túi rồi và còn 4 túi nữa thôi. Giờ thì mình sẽ lên trên tầng tiếp theo. Mình mở tao gần đây. Trốn nữa. Let's go.
Ok, let's go. Và tựa game thứ 3, Slendoria Free Version. Món đồ trên 6 món đồ rồi và chỉ còn một món đồ nữa thôi và các bạn sẽ thoát được khỏi này. Khi đủ 6 món đồ thì các bạn sẽ đến một điểm cuối cùng, đó chính là cầu thang máy, và khi đó thì các bạn sẽ vào trong cầu thang máy và hoàn thành được cái này. Ok, khi 5 món đồ thì cầu thang máy vẫn chưa mở cửa, nhưng mà 6 món đồ thì tự nhiên cầu thang máy sẽ mở cửa nhé, và các bạn cũng không cần phải cho 6 món đồ này vào đâu, các bạn chỉ cần vào trong thôi và hoàn thành được cái này. Ok, let's go. Và từ game tiếp theo, Granichi. TV Looper. Let's go. One day. Thank you.
Let's go, baby. Trong cái game này thì các bạn sẽ phải đi tìm đường, tìm làm sao để đúng con đường để các bạn sẽ không phải gặp một con ma, đó chính là Budo. Và các bạn sẽ phải đi, các bạn sẽ phải đi để tìm từ đó thì các bạn lại, oh my god, đi đường khác. Khi có thì các bạn sẽ phải đi đường khác, nếu không thì sẽ bị con ma nó tiêu diệt. Đấy rồi, cánh cửa đấy rồi, wow. Stars. À, đây là start, đó là cánh cửa đầu tiên. Mình đã nhầm rồi. Rồi, đi đường khác vậy. Mình sẽ đi lại xem. Mong sao đi đúng con đường mình chọn. Sai rồi. Cái đường này. Ở đây có 3 cái con đường. Con đường này thì đã có rồi. Con đường này thì xa. Mình đi mới biết rồi. Đó đi. Oh my god. Hy sinh luôn. Wow. Zeskino. Ở tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm những món đồ và sau đó thì sẽ tiêu diệt những Zeskino. Cruise. Anh ta một khẩu súng, một băng đạn và anh ta đã bị tiêu diệt bởi Skinner. Các bạn sẽ đi xung quanh để tìm những tờ giấy được gắn ở đây. Ở đây khi nó hiện ra là các bạn sẽ phải đi tìm. Và có một quái vật tiêu diệt luôn. Này thì các bạn hình như phải cần một chiếc chìa khóa các bạn mới vào trong được. Mình sẽ thử xem. Không được, phải có chiếc chìa khóa các bạn mới vào được. Đó, các bạn sẽ đi xung quanh để tìm tiếp. Đặt Zed Skinner sẽ tiêu diệt Zed Skinner. Yeah. Một skin vào đầu thôi là hy sinh ngay. Và cứ thế các bạn sẽ đi xung quanh để tìm tiếp nha. Ok. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái detail. Grandi Hall. Let's go. Super cast. Let's go, baby. Lên mỗi một level thì các bạn sẽ phải nâng cấp cho từng level một, ok? Chuẩn đã, oh my god, wow. Rồi, mình sẽ đặt cái đấy ở đây. Và sau đó ném thôi. Khi mà nó nổ thì lại chạy thôi. Sau đó thì các bạn vừa chạy vào ném. Lên level thì các bạn sẽ nâng cấp cho nhân vật của mình. Ở đây thì các bạn sẽ nâng cấp cái nào đây? Inspiracy Robinson. Cái này đi. Xung quanh
tiếp tục các bạn sẽ làm tiếp cho làm được mình còn thêm lại tiếp cái này đi. Thì khi cái này càng nhiều thì sức mạnh nó càng cao, còn lém ra thì nó sẽ mất nhiều máu hơn. Oh my god, chuyển luôn đúng rồi, chuyển luôn. Và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ 8, Bitter Hope Play Hour. Mount Beach. Sẽ phải cố gắng nghe tiếng chân làm sao là ông ta có ở gần đây hay không. Anh chàng nào mở ra. Thank you.
Ok, let's go. Đã hoàn thành. Và từ cái video Roblox. Ồ, có vẻ mạng khá là kém luôn. Để hiện lên hơi khó. Và các bạn sẽ phải đợi xem như thế nào. Ở trong Roblox này thì có rất là nhiều những tựa game các bạn có thể chơi rất hay. Yobi này, hay là Garten Bang Bang, Rainbow Friend, hoặc là những tựa game khác rất nhiều, rất nhiều trò luôn. Rồi và bây giờ thì mình sẽ vào tựa game nào đây? Mình cái Yobi nhá. Đó là tựa game mình cũng rất yêu thích. Mình có vẻ mạng khá lắc, không biết có vào được chơi được không. Ồ, mình đang ở cửa 453 rồi cơ. Oh my god, không nhảy được kiểu đó. Và các bạn sẽ phải nhảy song song sau này. Con này có vẻ khá khoai nhá. Lên nào. Okay, let's go. Tránh chạm vào cái xanh. Wow, các bạn tránh chạm vào cái xanh sáng nhá. Nếu mà chạm vào cái đó thì các bạn sẽ hy sinh. Oh, nhưng mà bây giờ kiểu gì đây? Nhảy sang đây. Ok, nhảy luôn, nhảy luôn. Oh my god. Ok, very good. Yeah, let's go. Oh yeah, là cái màu vàng. Sau đó màu vàng tiếp à? Màu vàng tiếp là sẽ hy sinh. Thế thì các bạn sẽ phải nhảy sang màu xanh. Vậy thì cái này vẫn còn sống. Màu cam đi, không được. Vàng đỏ, ok. Vàng này, sau đó đến đỏ. Càng về sau thì độ game càng khó hơn các bạn nhá. Nó sẽ càng bé hơn và càng có những cái mà các bạn sẽ không thể đoán trước được. Nó rất là khó luôn. Rồi. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái đối theo. Labyrinth. Let's go. Các bạn like, share, subscribe ủng hộ mình nhá. Thank you so much. Và tiếp theo Scary Granny. Ok, xoay lại nào. Epic game.
Oh my gosh.